Hôm nay ngày 8 tháng 11 năm 2018, thứ năm tuần thứ 31 thường niên. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, chính chúng ta là những người chịu cắt bì. Chúng ta phụng thờ Thiên Chúa theo thần trí và khoe mình trong Đức Giêsu Kitô, chứ không tin tưởng vào xác thịt. Mặc dầu chính tôi cũng có thể ỷ lại vào xác thịt, nếu có ai khác nghĩ mình có lý để ỷ lại vào xác thịt, thì tôi còn có lý hơn. Tôi đã chịu cắt bì từ ngày thứ 8, là người chủng tộc Israel thuộc chi họ Benjamin, là người Do Thái sinh bởi người Do Thái, là người biệt phái chiếu theo lề luật bởi lòng đạo đức nhiệt thành. Tôi đã bắt hại hậu thánh Thiên Chúa, chiếu theo đức công chính do lời luật công bố. Tôi được coi là người không có gì đáng trách, nhưng những điều xưa kia được kể là ích lợi cho tôi, thì nay vì Đức Kitô tôi coi là bất lợi. Vả lại, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi. Vì Ngài tôi đành thua lỗ mọi sự và coi là phân bón cả để lợi được Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Tâm hồn nhưng ai tìm Chúa hay mừng vui. Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người. Hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. Tâm hồn những ai tìm Chúa hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa. Hãy tìm kiếm thiên nhân Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ và những điều Ngài phán quyết. Tâm hồn những ai tìm Chúa hay mừng vui. Hỡi miêu về Abraham là tôi tớ của Người. Hỡi con cháu Gia-cốp nhưng cái được Người khen chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu. Tâm hồn nhân ai tìm Chúa hay mừng vui. Alleluia, Alleluia. Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giải hòa thế gian để chúng ta nghe lời của con Chúa. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế. Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
sứ điệp. Vũ Ngôn tìm Chiên Lạc và tìm đồng bạc bị đánh mất, nói lên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với tội nhân. Qua đó, Chúa mời gọi ta trở về với Chúa để nhận ơn tha thứ và để ta cũng biết tha thứ cho anh em. Cầu nguyện lạy Chúa Giêsu. Qua Vũ Ngôn tìm Chiên Lạc và tìm đồng bạc bị mất, con cảm thấy lòng thương xót của Chúa đối với tội nhân thật bao la vô ngần. Cái nhìn yêu thương cảm thông của Chúa thật khác xa với cái nhìn hằn học ghen tị của những người biệt phái và luật sĩ. Lạy Chúa, Chúa không bao giờ bỏ rơi con, cho dù con là một kẻ đốn mạc tội lỗi. Người chăn chiên quên đi 99 con chiên đang ở với mình để đi tìm một con chiên lạc. Hình ảnh ấy diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với tội nhân thật lạ thường biết bao. Chúa vẫn luôn nghĩ đến con, cho dù trong trái tim con không hề có hình ảnh Chúa. Chúa vẫn yêu thương con, cho dù bao lần con đã xúc phạm đến Chúa. Và Chúa sẵn sàng ra đi tìm kiếm con, cho dù con luôn tìm cách trốn chạy, muốn xa lìa Chúa. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa để con quyết tâm trở về với Chúa. Xin cho con xác tín rằng Chúa sẽ vui mừng biết bao khi thấy con thật lòng ăn năn thống hối tội lỗi. Vì chính tình yêu thương tha thứ của Chúa sẽ mang đến cho con niềm hạnh phúc bình an. Và xin Chúa ban cho con trái tim nhân ái của Chúa để con cũng biết yêu thương tha thứ cho những anh em lầm lỡ và giúp họ trở về với Chúa. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Tôi là người hạnh phúc nhất trần gian. Có một ông vua giàu có nọ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn bởi vì tất cả tài sản của ông có đều do sự miễn cưỡng đóng góp của thần dân. Ông tự so sánh mình với những người hành khất. Người hành khất nhận được tiền của do lòng thương của người khác. Còn ông nhận được tiền do sự cưỡng bách. Ngày nọ, ông vua giàu có đã quyết định làm một việc táo bạo. Đó là cải trang thành người hành khất để cảm nghiệm được những đồng tiền bố thí. Thế là mỗi ngày Chủ nhật, ông biến mình thành một người ăn xin lê lết trước cửa giáo đường. Ông cho tất cả những tiền ăn xin được vào một chiếc hộp nhỏ, tuy không là bao so với cả kho tàng của ông, nhưng có lẽ nó vẫn có giá trị hơn. Ông tự nghĩ, bây giờ ta mới thực sự là người giàu có nhất trên đời, bởi vì tiền của ta nhận được là do lòng thương xót của con người, chứ không do một sự cưỡng bách nào. Khi đã gom góp được một số tiền khá lớn sau những năm tháng ăn xin trước cửa các giáo đường, ông đã xin từ chức khỏi ngai vàng và đi đến một phương xa, nơi không có ai có thể nhận ra ông. Ông mua một mảnh đất và tự tay cất được một ngôi nhà tranh đơn sơ. Không mấy chốc, do sự hòa nhã vô tư của ông, mọi người trong lối xóm đều mến thương ông, nhất là các em bé. Ông kể chuyện cho chúng nghe, ông đem chúng đi câu cá, ông dạy chúng ca hát. Trong đám trẻ nhỏ có một cậu bé gia đình còn nghèo hơn cả ông nữa. Cậu bé chỉ có vỏn vẹn một con chim họa mi. Nghe tin ông đau nặng, cậu bé đã vội vàng mang con chim đến tặng ông, với hy vọng rằng con chim sẽ hót cho ông được khoe khỏa. Đón nhận món quà, có người đã từng là vua của một nước mới thốt lên. Từ trước đến nay, tất cả những gì tôi có, tôi đều lãnh nhận do lòng thương xót của người khác. Người ta cho tôi, nhưng không phải là cho tôi, mà là cho một người hành khất. Giờ đây, với món quà tặng là con chim này, người ta tặng cho tôi với tất cả tấm lòng yêu thương. Chắc chắn, tôi là người hạnh phúc nhất trên trần gian. Một thời gian sau đó, trong vùng, có một tá điền nghèo bị người chủ đe dọa lấy nhà và trục xuất ra khỏi mảnh vườn đang canh tác. Nghĩ đến cảnh hai vợ chồng và bảy đứa con dại bị đuổi ra khỏi nhà, ông vua không thể nào ăn ngủ được. Cuối cùng, ông quyết định tặng chính mảnh vườn và ngôi nhà của mình cho gia đình người tá điền nghèo. Và một lần nữa, không một đồng xu dính túi, ông lên đường chạy đi một nơi khác. Bùi ngùi vì phải chia tay với những người quen biết trong vùng. Nhưng ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bởi vì lần đầu tiên ông cảm nghiệm được niềm vui của sự ban tặng. Ông hiểu được rằng cho thì có phúc hơn là nhận lãnh.
Lần này ông thốt lên với tất cả sắc tín: "Tôi là người hạnh phúc nhất trên trần gian này." Câu chuyện của ông vua đi tìm hạnh phúc trên đây có thể gợi lên cho chúng ta về hình ảnh của chuyến đi cuộc đời của chúng ta. Người Kitô là một người lữ hành đi tìm hạnh phúc. Và hạnh phúc đích thực của chúng ta là gì nếu không phải là trao tặng? Trao tặng cho đến lúc trống rỗng, nhưng bù lại chúng ta được lấp đầy bằng chính Chúa. Bài trích sách Lẽ Sống.